xong rồi nha, bấm chưa cho mọi người ơi, đây cũng là một loại thời bài loại nhân thanh, nhưng mà loại này thì lá nó màu vàng nhá. Bây giờ mình sẽ lau cái lá của loại nhân thanh này đi, nó là màu vàng, nó không được động như cái màu này.